Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngã vào chậu nước tại nhà, bé gái 1 tuổi tử vong. Vụ việc thương tâm là lời cảnh báo đến các gia đình trong việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Thông tin và clip do khán giả Lê Kế Vương có số điện thoại 0979 và số cuối 907 cung cấp. Cây cầu không lan can ở thôn 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã và đang là nỗi ám ảnh của người dân khi tại đây thường xuyên xảy ra tai nạn. Phản ánh của khán giả Minh Lý trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tuyến đường đi sân bay Cam Ranh, cửa ngõ vào thành phố du lịch Nha Trang, Khánh Hòa vốn khang trang, rộng đẹp nhưng nay đang bị các hung thần xe tải trải bụi đất. Phản ánh của khán giả Vân Hằng trú tại Nha Trang, Khánh Hòa. Dù đã dùng nhiều biện pháp diệt trừ, thế nhưng dịch châu chấu phá hoại cây màu trên nương của người dân trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La vẫn đang lan rộng. Ghi nhận của khán giả Phạm Thị Duyên từ số điện thoại 0904 3 số cuối 232. Lễ hội Trung thu Tuyên Quang được chuẩn bị hoành tráng, chào đón du khách gần xa. Chia sẻ của khán giả Thu Hà, số điện thoại 0985 3 số cuối 197. Cùng theo chân nhóm sinh viên tình nguyện của trường cao đẳng nghề Yên Bái về xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải đem Tết Trung thu đến cho những đứa trẻ nơi dẻo cao qua chia sẻ của khán giả Hoàng Hóa từ số điện thoại 0985 3 số cuối 433. Mướt mắt với một dải hoa thạch thảo tím nở rực rỡ ven quốc lộ 5 hướng Hà Nội Hải Phòng, đoạn qua khu công nghiệp Đại An thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Clip do khán giả Nguyễn Thanh, số điện thoại 0989 bao số cuối 837 chia sẻ tới chương trình. Chuyển sang nội dung chi tiết. Thưa quý vị, một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bé gái 1 tuổi đã tử vong tại nhà do ngã vào chậu nước. Khán giả Lê Kế Vương, số điện thoại 0979 bao số cuối 907, người gửi thông tin này đến chương trình cho rằng vụ việc là lời cảnh báo đến các gia đình trong việc nuôi giữ trẻ nhỏ. Chiều ngày 9 tháng 9, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết bé gái Lê Hoàng Yếu, 1 tuổi, trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhập viện do bị đuối nước đã tử vong. Khoảng 13 giờ 55 phút cùng ngày, khoa cấp cứu Bệnh viện Thủ Đức tiếp nhận bé gái Lê Hoàng Yếu trong tình trạng ngưng tim, ngừng thở. Mặc dù các bác sĩ đã tích cực cấp cứu, nhưng cháu đã không qua khỏi. Theo người nhà cháu Yếu, vào trưa cùng ngày, mẹ bé để bé ở nhà ngủ trưa rồi qua nhà hàng xóm chơi. Khi chị này về thì phát hiện cháu đã nằm bất động trong chậu nước nên cùng người thân chuyển cháu đến bệnh viện cấp cứu. Thưa quý vị, cầu Cây Trai thuộc thôn 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được xây dựng cách đây gần 40 năm. Mặc dù đã nhiều lần nâng cấp sửa chữa nhưng cây cầu vẫn là nỗi ám ảnh sợ hãi đối với người dân mỗi khi đi qua đây. Và dưới đây là những hình ảnh mà khán giả Minh Lý trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh đã ghi lại và gửi tới phản ánh cùng chương trình. Cầu Cây Trai có chiều dài khoảng 18m, rộng chừng 1,7m, trụ cầu cao khoảng 6m, hai mố cầu xây bằng xi măng hiện đã bị xuống cấp. Gọi là cầu nhưng chỉ có hai thanh gỗ bắc qua để người dân trong vùng đi lại. Mặt cầu được làm bằng các thanh gỗ tận dụng nhưng hai bên không có lan can bảo vệ. Khán giả Minh Lý cho biết thôn 2, xã Sơn Giang có gần 100 hộ với trên 500 nhân khẩu, được chia làm hai xóm. Người dân nơi đây thường gọi là xóm cây kè hố soạn và xóm cây song.
Cầu Cây Trai chính là điểm kết nối giao thương không thể tách rời đối với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân trong vùng và vùng ngoài trong một thôn, cũng như là của người dân toàn huyện miền núi Hương Sơn. Hàng ngày người dân phải đi làm, các cháu học sinh thì ngày hai buổi cắp sách tới trường, các bậc phụ huynh đưa đón con em, cho đến mỗi vụ mùa về hay mỗi lần trong thôn có người qua đời đều phải đi qua chiếc cầu này. Thực trạng cầu xuống cấp tiềm ẩn nguy hiểm khiến người dân luôn cảm thấy bất an. Khán giả Minh Lý còn cho biết là mới đây tại cầu Cây Trai này đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn trong một ngày, khiến cho hai người đàn ông rơi xuống suối, còn phương tiện thì hư hỏng nặng. Sau khi sự việc xảy ra, cán bộ và người dân thôn 2 đã tiến hành sửa chữa, thay thế những tấm ván bị hỏng trên mặt cầu để người dân đi lại được thuận lợi. Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tạm thời. Khán giả Minh Lý cũng như người dân nơi đây hy vọng các cơ quan chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh cần quan tâm và có phương án xây dựng cầu mới kiên cố để người dân yên tâm làm ăn, các cháu học sinh yên tâm cắp sách tới trường, đồng thời đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cũng như tính mạng của người dân nơi đây, nhất là vào mùa mưa lũ hiện nay. Tuyến đường Nguyễn Tất Thành từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh là một tuyến đường đẹp, đồng thời là cửa ngõ đi vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhưng trong những ngày vừa qua, đoạn qua xã Phước Đồng đã bị các xe tải chở đất biến thành một con đường đầy đất bụi, gây phản cảm cho du khách. Đó là nội dung phản ánh mà khán giả Vân Hằng trú tại Nha Trang, Khánh Hòa đã gửi tới chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip mà chị Hằng đã ghi lại được. Những hình ảnh này được ghi nhận vào sáng ngày 9 tháng 9 năm 2016 trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua xã Phước Đồng, được coi là cửa ngõ đi vào thành phố biển Nha Trang. Hàng mấy cây số mặt đường đã bị nhuộm màu vàng của đất từ các xe tải chở đất của các công trình tại đây làm vương vãi. Do đất phủ toàn bộ mặt đường nhựa khiến mỗi lần có xe chạy qua, bụi tùng mù mịt gây rất nhiều khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này, mà hầu hết là các xe chở khách du lịch từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh và ngược lại. Rất mong tình trạng trên sẽ sớm được ngành chức năng Nha Trang chấn chỉnh nhằm trả lại nét đẹp cho tuyến đường du lịch này. Dù đã xuất hiện một thời gian và dùng nhiều biện pháp diệt trừ, thế nhưng dịch châu chấu phá hoại cây màu trên nương của người dân trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La vẫn đang lan rộng. Những hình ảnh mới nhất về tình trạng này đã được khán giả Phạm Thị Duyên có số điện thoại 0904 3 số cuối 232 cung cấp với chương trình. Từ tháng 5 năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện Sốp Cộp xuất hiện dịch châu chấu hại cây trồng và rừng tại xã Mường Lạn. Châu chấu bắt đầu xuất hiện từ bản Nà Vạc, Nà Khi, Bá Cạch và đã lây lan sang 10 trên 16 bản của xã. Đến nay, dịch châu chấu không những không giảm mà tiếp tục lan rộng tại địa bàn 13 bản của xã Mường Lèo, Sam Kha. Thời điểm hiện tại, châu chấu xuất hiện dày đặc thành các đàn lớn tại khu vực giáp đường biên giới, sau đó lan rộng vào nội địa với mật độ trung bình từ 50 đến 300 con trên 1 mét vuông. Thời điểm cao nhất lên đến trên 2.000 con trên 1 mét vuông. Diện tích nông lâm nghiệp đã nhiễm châu chấu trên địa bàn huyện Sốp Cộp là gần 11.000 ha, trong đó diện tích rừng bị nhiễm là gần 10.000 ha. Còn diện tích cây lương thực bị châu chấu ăn trụi, không thể khôi phục là trên 6 ha. Mặc dù Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện đã huy động nhân dân địa phương triển khai phun phòng trừ châu chấu được 3 đợt trên diện tích 1.000 ha, với lượng thuốc 1.600 lít thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên huyện chưa có kinh phí để hỗ trợ các xã còn lại phun thuốc diệt trừ châu chấu.
Theo thông tin mà khán giả Phạm Thị Duyên cung cấp thì hiện nhân dân các xã đang rất lo ngại nguy cơ lan rộng ra các vùng lân cận do châu chấu di chuyển từ nước bạn Lào sang với số lượng là quá lớn và tình trạng châu chấu non đã nở, sinh trưởng tái phát triển trên kênh nông nghiệp. Được biết đây là lần đầu tiên kể từ sau năm 1975 đến nay dịch châu chấu xuất hiện tại huyện này và hiện thì vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp đang tích cực phối hợp các sở ngành chức năng của tỉnh tìm giải pháp để phòng trừ châu chấu một cách triệt để nhất. Thu sang, Thành Tuyên lại rộn ràng bước vào mùa lễ hội. Đêm hội Trung thu Thành Tuyên đã trở thành thương hiệu riêng có của Tuyên Quang. Mỗi năm có hàng vạn người dân và du khách trong và ngoài nước đổ về thành phố Tuyên Quang để được chứng kiến lễ hội độc đáo này. Có mặt tại đây trong những ngày này, khán giả Thu Hà, số điện thoại 0985 3 số cuối 197 đã ghi lại một số hình ảnh rực rỡ cùng không khí náo nhiệt mang đậm hương sắc Trung thu cổ truyền và gửi tới chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Còn vài ngày nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng những ngày này, thành phố Tuyên Quang đã vô cùng náo nhiệt. Từ 7 giờ đến 11 giờ tối hàng ngày, người dân Tuyên Quang lại cùng nhau rước đèn, vui đón trăng rằm. Những mô hình đèn lồng cá chép hóa rồng, đèn ông sao, rồng, phượng cao từ 3 đến 5 mét được người dân làm công phu, cầu kỳ, có đèn nhấp nháy, nhạc ca khiến cho bé nào cũng háo hức, vui sướng khi được rước đèn quanh thành phố. Đặc biệt, hai chiếc đèn kéo quân đám cưới chuột đặt giữa quảng trường Nguyễn Tất Thành được UNESCO công nhận là hai chiếc đèn lồng lớn nhất Việt Nam. Khán giả Thu Hà cho biết chị đã rất háo hức đến với mảnh đất này để được tham gia làm đèn lồng, rước đèn Trung thu và hòa vào sắc màu đường phố. Những trải nghiệm tại đây thực sự mang lại hứng thú cho chị cũng như du khách gần xa. Năm nay, Trung thu Tuyên Quang còn được tổ chức đúng vào dịp triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và lễ hội Thành Tuyên năm 2016, nên lượng khách đổ về đây tăng vọt so với mọi năm. Tiết trời mát mẻ càng tạo điều kiện thuận lợi cho các em thiếu nhi và mọi người đón Tết Trung thu. Chị Hà còn chia sẻ thêm là điều đáng nói là lễ hội Trung thu khổng lồ ở Tuyên Quang lại xuất phát từ tấm lòng yêu trẻ của người dân thành phố. Họ tự làm những con giống, những mô hình lồng đèn khổng lồ, mô phỏng nội dung những câu chuyện cổ tích, ngụ ngôn hoặc những nhân vật lịch sử rước trong những đêm trăng tháng 8. Thưa quý vị, Trung thu là ngày Tết của thiếu nhi, ngày mà trẻ nhỏ được nhận quà bánh và đồ chơi từ cha mẹ. Thế nhưng ở nhiều địa phương vùng cao, khi cái đói, cái nghèo đeo bám thường trực thì bánh kẹo và đồ chơi là những thứ quá đỗi xa xỉ với các em. Thấu hiểu những thiệt thòi của các em thì Trung thu năm nay, nhóm sinh viên tình nguyện của trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã chung tay đưa Tết Trung thu về nơi dẻo cao, đưa niềm vui đến với trẻ nhỏ. Ghi nhận của khán giả Hoàng Hóa từ số điện thoại 0985 3 số cuối 433 tại xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái. Mời quý vị cùng theo dõi. Những gói quà cuối cùng đã được đóng hộp và ghi chú cẩn thận để chuyển lên huyện nghèo Mù Cang Chải. Tất cả đã sẵn sàng cho một cái Tết Trung thu mà bấy lâu nay trẻ em vùng cao mong đợi.
gần 200 trẻ em ở hai bản Nả Háng A và Nả Háng B, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải sẽ lần đầu tiên được biết đến Tết Trung Thu. Đa phần các em đều có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ nghèo, chưa lo đủ cái ăn, cái mặc. Thấu hiểu điều này, ngay khi lớp cao đẳng công tác xã hội, trường cao đẳng nghề Yên Bái quyết định tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em vùng cao, ngoài sự ủng hộ của cán bộ, thầy cô trong trường, thì đông đảo sinh viên các lớp, các khoa đã đóng góp rất nhiều phần quà cho chương trình. Ngoài việc tổ chức cho các em nhỏ Tết Thiếu Nhi với đầy đủ hoa quả, bánh mứt kẹo và đèn ông sao, các thành viên trong nhóm sinh viên tình nguyện còn đóng góp và vận động quyên góp được hàng trăm chăn ấm, áo khoác mùa đông, mũ len, ủng, sữa tươi cho trẻ em vùng cao với trị giá hơn 10 triệu đồng. Với tất cả tấm lòng của mình, họ đã sẵn sàng mang ánh trăng vàng cổ tích lên với trẻ em rẻo cao Yên Bái trong mùa Trung Thu này. Những ngày này, những ai đi qua quốc lộ 5 hướng Hà Nội-Hải Phòng đoạn qua khu công nghiệp Đại An thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương sẽ thấy mướt mắt với một dải hoa thạch thảo tím nở rực rỡ bên đường. Xem vào đó là thảm cỏ xanh với những cánh hoa vàng nhỏ li ti đã tạo ra một không gian rực rỡ sắc màu, tràn đầy sức sống, giúp những người đi qua đây cảm thấy trong lành và bớt phần mệt mỏi trên những chặng đường dài. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với một số hình ảnh về đoạn đường tím biếc hoa thạch thảo này qua clip của khán giả Nguyễn Thanh, số điện thoại 0989 và số cuối 837 chia sẻ cùng chương trình. Đây là hình ảnh ghi lại trên quốc lộ 5 hướng Hà Nội, Hải Phòng, đoạn qua khu công nghiệp Đại An, thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Một dải hoa thạch thảo tím rực rỡ ven đường, dài hơn 1 km. Những cánh hoa màu tím biếc, mỏng manh, còn đọng nước mưa, rùng rình trước gió. Bên trong dải hoa thạch thảo tím là thảm cỏ xanh với những cánh hoa vàng nhỏ li ti đã tạo ra một không gian rực rỡ sắc màu, tràn đầy sức sống. Thảm cây xanh này được trồng ven mương thoát nước chạy dọc khu công nghiệp. Cùng với hệ thống cây xanh bao quanh các nhà máy phía bên trong, thảm thực vật rực rỡ sắc màu này góp phần tạo nên một khu công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Những người đi qua đoạn đường này cũng cảm thấy trong lành và bớt phần mệt mỏi trên những chặng đường dài. Khán giả Nguyễn Thanh chia sẻ hoa thạch thảo tím còn có tên gọi khác là hoa chiều tím hay có người còn gọi là nhất sinh. Đây là loài cây thân thảo mọc thẳng, hoa hình loa kèn chia năm thùy, màu tím mỏng manh. Hoa thạch thảo nở vào buổi sáng và chiều tàn, tuy nhiên cây cho hoa quanh năm nên vẫn duy trì được vẻ đẹp của cây. Dáng cây thanh mảnh trồng thành cụm tạo một dải cây xanh điểm thêm những bông hoa màu tím, mang khung cảnh lãng mạn, xem một chút bình yên, nhẹ nhàng và man mác buồn như một buổi chiều tà. Thạch thảo mọc khỏe, tốc độ sinh trưởng nhanh, ưa sáng và bóng bán phần. Cây phát triển tốt ở khí hậu bình thường, rất dễ trồng và chăm sóc, chỉ cần cắt cành, dâm xuống là bén rễ và phát triển. Hoa thạch thảo là cây công trình dùng khá phổ biến trong công viên, trên các con đường, tạo không gian đẹp và xanh mát.
Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Chiều ngày 9 tháng 9, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết bé gái Lê Hoàng Yếu, 1 tuổi, trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhập viện do bị đuối nước đã tử vong. Theo người nhà cháu Yếu, vào trưa cùng ngày, mẹ bé để bé ở nhà ngủ trưa rồi qua nhà hàng xóm. Khi chị này về thì phát hiện cháu đã nằm bất động trong chậu nước. Thông tin và clip do khán giả Lê Kế Vương có số điện thoại 0979 3 số cuối 907 cung cấp. Cầu Cây Trai thuộc thôn 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được xây dựng cách đây gần 40 năm. Gọi là cầu nhưng chỉ có hai thanh gỗ bắc qua để người dân trong vùng đi lại. Mặc dù đã nhiều lần nâng cấp sửa chữa nhưng cây cầu vẫn là nỗi ám ảnh đối với người dân mỗi khi đi qua. Phản ánh của khán giả Minh Lý, trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tuyến đường Nguyễn Tất Thành từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh là một tuyến đường đẹp, đồng thời là cửa ngõ đi vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhưng trong những ngày vừa qua, tuyến đường này đoạn qua xã Phước Đồng đã bị các xe tải chở đất biến nó trở thành một con đường đất đầy bụi, gây phản cảm cho du khách. Phản ánh của khán giả Vân Hằng, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa. Dù đã xuất hiện một thời gian và dùng nhiều biện pháp diệt trừ, thế nhưng dịch châu chấu phá hoại cây màu trên nương của người dân trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La vẫn đang lan rộng với mật độ trung bình từ 50 đến 300 con trên 1 mét vuông. Thời điểm cao nhất lên đến trên 2.000 con trên 1 mét vuông. Người dân lo ngại nếu không chặn được dịch, nguy cơ mất trắng mùa màng là điều có thể xảy ra. Phản ánh của khán giả Phạm Thị Duyên từ số điện thoại 0904 3 số cuối 232. Đêm hội Trung thu Thành Tuyên đã trở thành thương hiệu của Tuyên Quang. Lễ hội Trung thu khổng lồ ở Tuyên Quang xuất phát từ tấm lòng yêu trẻ của người dân thành phố. Họ tự làm những con giống, những mô hình, lồng đèn khổng lồ, mô phỏng những nội dung câu chuyện cổ tích, cụ ngôn hoặc những nhân vật lịch sử rước trong đêm hội trăng tháng 8. Chia sẻ của khán giả Thu Hà, số điện thoại 0985 3 số cuối 197. Tết Trung Thu là ngày Tết của thiếu nhi, nhưng ở nhiều địa phương vùng cao như Mù Căng Chải, Yên Bái, khi cái đói còn đang thường trực, thì bánh kẹo và đồ chơi là những thứ quá đỗi xa xỉ với các em. Thấu hiểu những thiệt thòi của các em, nhóm sinh viên tình nguyện đã chung tay mang ánh trăng vàng cổ tích lên với trẻ em đèo cao Yên Bái trong mùa Trung Thu này. Chia sẻ của khán giả Hoàng Hóa từ số điện thoại 0985 3 số cuối 433. Những ngày này, nếu đi qua quốc lộ 5 hướng Hà Nội, Hải Phòng, đoạn qua khu công nghiệp Đại An của thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, sẽ thấy mướt mắt với một dải hoa thạch thảo tím nở rực rỡ ven đường. Xen vào đó là thảm cỏ xanh với những cánh hoa vàng nhỏ li ti đã tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu, tràn đầy sức sống, giúp những người đi qua đây cảm thấy trong lành và bớt phần mệt mỏi trên những chặng đường dài. Clip do khán giả Nguyễn Thanh có số điện thoại 0989 3 số cuối 837 chia sẻ từ chương trình. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị, đó là chiếc đồ thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HDV1 hoặc một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chúng tôi lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email Góc nhìn khán giả a@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.